Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình liên quan tới các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt là chuyển đổi số. Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Quỳnh Quốc Việt chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề phát huy nguồn nhân lực trẻ trong kỷ nguyên 4.0. Chương trình được kết nối trực tuyến tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh tới các điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau. Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Quỳnh Quốc Việt đánh giá thời gian qua đoàn viên thanh niên của tỉnh đã thể hiện vai trò là lực lượng trẻ, khỏe, nồng cốt, lực lượng kế thừa của Đảng, tích cực tham gia đóng góp phong trào phát triển kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác. Để phát huy vai trò của tuổi trẻ, chương trình đối thoại mong muốn vừa lắng nghe phản ánh của đoàn viên, đồng thời các sở ngành đơn vị địa phương có những trao đổi, thảo luận, thông tin về những chủ trương, các vấn đề lớn, định hướng, tầm nhìn, quy hoạch chiến lược của tỉnh đối với công tác thanh niên. Tại buổi đối thoại, đại biểu điểm cầu trực tiếp, trực tuyến tập trung đặt vấn đề về công tác thực hiện chuyển đổi số trong các mặt đời sống xã hội và định hướng xử lý thông tin trên mạng xã hội. Về các vấn đề chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, cơ chế chính sách thu hút nguồn lực trẻ cho địa phương, chế độ chính sách cho đoàn viên thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn viên thanh niên ở nhiều địa bàn đơn vị chia sẻ những thắc mắc gắn với thực tế công tác đoàn, hội, đội. Chương trình nhằm lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, các vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên. Tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích, nâng cao năng lực, nhận thức về chuyển đổi số, thương mại điện tử, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước tình hình xuất khẩu thủy sản khó khăn, giá tôm nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Giang Sử đã chủ trì hội nghị chuyên đề bàn giải pháp giảm giá thành nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo kết quả rà soát cập nhật đến ngày 20 tháng 8 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho thấy, giá tôm đang biến động theo chiều hướng giảm. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm giảm hơn 12% so với cùng kỳ, trong khi đó, giá vật tư đầu vào liên tục tăng khiến cho người nuôi tôm trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đã trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu tôm. Trong đó, giải pháp giảm chi phí thức ăn là vấn đề được đại biểu đặc biệt quan tâm, bởi chi phí này chiếm trên 50% tổng giá thành nuôi tôm siêu thâm canh. Chất lượng tôm giống, thuốc, hóa chất cải tạo môi trường, thức ăn bổ sung, nhiên liệu, trang thiết bị, dụng cụ cũng chiếm từ 8 đến 20% tổng giá thành nuôi. Do đó, đại biểu cho rằng cần có giải pháp bình ổn, trợ giá để giảm chi phí nuôi tôm trong thời gian tới. Ngoài ra, các nhóm giải pháp như quy trình nuôi, tổ chức sản xuất, cơ chế chính sách, tiếp cận tài chính, tín dụng khoa học kỹ thuật cũng được các đơn vị thảo luận tại cuộc họp. Theo đó, đại biểu cho rằng cần giảm lãi suất ngân hàng, khoanh nợ và ban hành cơ chế chính sách đặc thù ưu đãi cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, kèm theo gió mạnh trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng tới diện tích lúa giai đoạn trổ chính và tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu ở một số địa phương. Theo thông tin từ ngành nông nghiệp tỉnh, do ảnh hưởng của mưa dông, tính đến ngày 19 tháng 9, toàn tỉnh có hơn 2.100 hecta lúa bị ảnh hưởng, trong đó huyện U Minh ảnh hưởng nhiều nhất với hơn 1.300 hecta, huyện Trần Văn Thời hơn 810 hecta. Các địa phương còn lại đang tiếp tục rà soát thống kê diện tích lúa ngã sập. Cùng với rà soát các diện tích lúa bị ảnh hưởng, các địa phương đã và đang hướng dẫn hỗ trợ về công tác thủy lợi giúp nông dân thu hoạch các diện tích lúa còn lại. Vụ lúa hè thu năm nay, nông dân trong tỉnh xuống giống hơn 35.000 hectare. Hiện nay, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch vụ lúa hè thu. Tính tới thời điểm hiện tại, toàn tỉnh nông dân đã thu hoạch được hơn 24.000 hectare lúa hè thu. Năng suất ước tính bình quân đạt hơn 5,1 tấn một hectare. Giá bán lúa tươi hiện tại dao động từ 7.200 tới 8.000 đồng một ký, tùy loại giống lúa và chất lượng lúa trên ruộng, cao hơn so với cùng kỳ khoảng 2.000 đồng một ký. Từ đầu vụ thu hoạch tới nay, giá bán lúa tươi vẫn ở mức cao và ổn định, nên nông dân rất phấn khởi. Sáng nay, Văn phòng Quốc gia giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn về công tác giảm nghèo bền vững cho hơn 300 cán bộ làm công tác giảm nghèo đến từ 22 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.
Trong 3 ngày từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 diễn ra hội nghị, đại biểu sẽ được các báo cáo viên chia sẻ, quán triệt các quy định mới trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đồng thời trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, thực hiện một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ, giám sát, đánh giá, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, cách rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo và mẫu, biểu báo cáo. Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phải thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều từ 1 đến 1,5%. Đồng thời tập trung giải ngân nguồn vốn ngân sách thực hiện chương trình, nhất là nguồn vốn ngân sách trung ương đã được phân bổ năm 2023 cho địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực vận hành quản lý cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các thành viên của các tổ truyền thông cộng đồng vào sáng nay. Đây là hoạt động thuộc dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2021 tới năm 2025. Tham dự tập huấn là các thành viên của các tổ truyền thông cộng đồng đến từ các huyện U Minh, Phú Tân, Trần Văn Thời. Trong 2 ngày, các đại biểu được cung cấp các kiến thức về kỹ năng truyền thông cơ bản, kiến thức liên quan tới giới, bình đẳng giới, kỹ năng viết tin bài trên mạng xã hội, xây dựng thông điệp truyền thông, định hướng hình thức, nội dung tuyên truyền, vận hành tổ truyền thông cộng đồng. Qua đó góp phần thực hiện phát huy vai trò của tổ truyền thông cộng đồng trong việc khuyến khích hỗ trợ người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, tuyên truyền thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội trong việc hỗ trợ việc làm giúp phụ nữ thoát nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đợt này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn với tổng số hơn 100 đại biểu tham gia. Thống kê của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, chỉ trong khoảng 2 tuần kể từ sau ngày khai giảng năm học 2023-2024, đến nay toàn tỉnh ghi nhận trên 3.100 trường hợp bị bệnh đau mắt đỏ, tập trung chủ yếu là học sinh ở các cấp học từ mầm non tới trung học phổ thông. Bệnh đau mắt đỏ là tình trạng viêm kết mạc cấp. Bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, dễ lây lan thành dịch. Bệnh khởi phát từ 3 đến 7 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Đây là bệnh lành tính, ít để lại di chứng nhưng lại thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động. Tuy nhiên, một số trường hợp nếu chủ quan vẫn có thể bị bội nhiễm gây biến chứng viêm loét giác mạc, làm ảnh hưởng tới thị lực lâu dài cho người bệnh. Ngành y tế dự báo trong thời gian tới, tình hình bệnh đau mắt đỏ vẫn còn gia tăng và diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng trị bệnh theo khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức, không được chủ quan, lơ là để hạn chế bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng. Tối hôm qua, tại khu du lịch sinh thái Cà Mau Eco, ấp Dầu Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa truyền thông và thể thao huyện Trần Văn Thời tổ chức khai mạc liên quan các câu lạc bộ đờn ca tài tử tiêu biểu tỉnh Cà Mau năm 2023. Đờn ca tài tử Nam Bộ là một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 5 tháng 12 năm 2013. Lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức liên quan các câu lạc bộ đờn ca tài tử tiêu biểu quy mô cấp tỉnh, thu hút hơn 100 tài tử đờn, tài tử ca với 42 tiết mục của 8 câu lạc bộ đờn ca tài tử đến từ các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Liên quan nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân, nghệ sĩ tài tử đờn, tài tử ca đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm để nâng cao khả năng chuyên môn với việc bảo tồn phát triển phong trào đờn ca tài tử tại địa phương. Liên quan diễn ra vào các đêm từ 20 tới 22 tháng 9 năm 2023. Hội cựu thanh niên xung phong huyện Thái Bình tổ chức Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028 vào hôm qua.
Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Thới Bình có 141 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội cơ sở. 5 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ 30 triệu đồng giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Trung ương hội trao tặng 3 sổ tiết kiệm ký ức tuổi xuân, mỗi sổ từ 3 đến 5 triệu đồng cho các hội viên khó khăn, bệnh tật. Đại hội đã nhất trí bầu 11 người vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Bà Hồ Thị Minh Nguyệt tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Thới Bình nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình khen thưởng cho một tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 20 tháng 9, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước tặng giấy khen đột xuất cho hộ ông Phạm Hùng, ấp Tân Hòa, với việc làm tốt, lắp đặt bóng đèn chiếu sáng vào ban đêm, giúp cho phương tiện lưu thông an toàn, hạn chế xảy ra tai nạn. Trước đó, trên tuyến quốc lộ 1 đi qua gia đình ông Phạm Hùng, ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, có nhiều ổ gà không đảm bảo an toàn giao thông. Đã có không ít trường hợp bị té ngã vào ban đêm. Để giúp người tham gia giao thông né tránh ổ gà kịp thời, hạn chế xảy ra té ngã, ông Phạm Hùng lắp đặt bóng đèn chiếu sáng vào ban đêm tại khu vực này. Với việc làm đơn giản nhưng ý nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú tặng giấy khen đột xuất cho ông Phạm Hùng. Đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy việc tốt nhằm lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn. Ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Cà Mau cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Hiếu, 41 tuổi, còn gọi là Hiếu Cục, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 9, sau khi tiếp nhận vụ việc nổ súng ở bến xe khách Cà Mau, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp Công an thành phố Cà Mau vào cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 20 tháng 9, Triệu Văn Hiếu đã ra cơ quan công an trình diện. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Triệu Văn Hiếu khai nhận do xảy ra mâu thuẫn ở bến xe nên đã rút súng bắn nhưng không trúng ai. Sau đó, Hiếu đã đến ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, dứt súng để phi tang. Trong ngày 20 tháng 9, lực lượng điều tra đã thu giữ khẩu súng và bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Cà Mau điều tra xử lý theo thẩm quyền. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào, tạm biệt.